chuẩn đó không được thế giới thừa nhận, chỉ số HPI. Thì cuối cùng là World Bank, WB, Ngân hàng Thế giới, nó tập trung tất cả các nhà khoa học lại và nó đưa ra một cái chuẩn mới, thì gồm 8 chuẩn. Và 8 chuẩn này ấy, thì hầu hết là các biến độc lập chứ không phải biến phụ thuộc. Cái quan trọng của nó là biến độc lập. Cho nên bạn rèn luyện ấy, ở mức cao thủ thì bạn mới kháng cự đám đông được. Và nguồn lực là gì? Nguồn lực là thể lực. Một, phải có sức khỏe. Sức khỏe não là điển hình. Sau đó tôi không có sức khỏe cơ bắp sao tôi giảm 12 dưới. Thứ hai là sức kháng cự. Kháng cự ở đây là vận dụng được cái hiểu biết. Đằng này nó vào nó tưởng tôi giống như mấy cái thằng già, mấy cái thằng thầy nó từng học vào mũ với tôi không bao giờ trả đòn, chứ tôi trả đòn thì nó chết. Nếu để nguyên xem giờ trò thế nào. Đấy là kết quả của tri thức ấy. Thì bây giờ em hình dung rõ ràng tri thức có sức mạnh gì à? Mày cố gắng mày đẩy quan điểm đến sự thật mới thu phục lòng người được. Quan điểm là cái không có nền tảng mà cứ mở mồm quan điểm. Và trong triết lý thì nó có 20.000 triết lý trên vỏ trái đất này, tức là 20.000 cái niềm tin, 20.000 cái cách để xây dựng một cái đất nước dân giàu nước mạnh, chứ mà chỉ có một cách. Anh phải chứng minh rằng cách anh chọn là sự thật, là khách quan. Còn anh không chứng minh được, tự nhiên dân nó sẽ có cái tản mạn trong niềm tin của họ. Vậy thì muốn tồn tại, mình phải có quan điểm của mình. Quan điểm của mình dựa trên cái gì? Thì mình dựa trên sự thật, dựa trên khách quan, dựa trên quy luật. Mà muốn dựa quy luật là phải có học. Còn quan điểm của bạn, bạn có một cái niềm tin lạ lùng lắm, tự nhiên bạn quen ở đâu đó, bạn nhìn bà chị lấy được cái thằng chồng, tự nhiên bạn có niềm tin là thằng nào mặt bầu bầu ấy thì thằng ấy là đạo đức. Thế là cứ thế, chả cần cứ và vân vân, thấy chưa? Mà không giải thích được tại sao mà mình nhún nhường bỏ qua gương mẫu mà sao tập thể nó vẫn ghét. Bạn không giải thích được tại sao mà mình hết lòng với nó, nó phản động luôn. Tất cả nó không coi là gì. Và anh cảm thấy sao cho nó vô ơn thế. Vì anh không hiểu một điều rằng cái kẻ giúp anh ấy giúp ấy, bản chất nó có cái phẩm chất ấy rồi. Giúp làm gì? Điều thứ hai, kể cả kẻ không có phẩm chất đó, thì khi anh không còn quan trọng nữa thì anh chỉ là cục đất. Và tại sao có người chửi anh? Bởi vì anh ấy công bằng. Công bằng bằng cách anh ấy đưa tiền cho thằng giỏi nhiều hơn, cầu thủ giỏi nhiều hơn. Thằng nào đá yếu hơn thì cái thằng yếu nó nhận thức không tới, nó bẩy. Thì nó lại nghĩ là đụng chạm vào quyền lợi nó. Vì ở quê thì chia đều. Và khi đã đụng đến quyền lợi thì bạn sẽ biết ai tốt ai xấu. Vậy thì kiến thức không có mà ra đòn, 10 đòn thì sai cả 10. Vậy tôi muốn nhiều bạn, động tác đầu tiên tài bạch phải phân mình. Một xu cũng phải phân mình. Vì tôi đụng vào quyền lợi, tôi chỉ cần lấn cho nó 1 tỷ thôi là trả bỏ nó thù tôi. Tôi trả chơi. Ít ra là như vậy. Thế bây giờ mới là mới ngu về IQ. Tất cả những thằng thành công ít lắm. 5% là lạc quan nhất. Nhưng trong 5% ấy, thì số thành công mà hạnh phúc ấy, không đến 1%. Còn các bạn không học thì bạn nghĩ là thành công nó kèm theo hạnh phúc. Tầm 7. 3/4 khái niệm hạnh phúc nó nằm trong vùng tinh thần. Trong chuẩn của WHA. Chỉ có 1/4 nó nằm ở khái niệm vật chất. Mà thành công thì thường nó tính bằng vật chất. Thì lúc đó bạn mới giải thích được những thằng cực kỳ giàu mà không hạnh phúc. Nhưng có những kẻ rất nghèo mà hạnh phúc. Bởi vì nó lại cứ đem nó đo hạnh phúc bằng vật chất. Nó chết. Đó. Thế mà tôi lại vừa giàu mà lại vừa tinh thần. Úi giời ơi, thì bố mày đâu hạnh phúc. Bố mày đại hạnh phúc chứ. Ok. Đấy. Cho nên các bạn không định hình bằng học thuật được.
đời các bạn rồi về mỏ làm chó. Chung thì mình muốn tranh luận gì? Tao không nói là tao nói chung thì tao không bóng gió gì mày nhé. Ông ạ, thực ra là thầy nói cái câu chuyện mà lấy lương 30 xong rồi lại thầy cái này nọ 20 cũng nhận là chuẩn thật. Chắc chắn. Đúng. Mà hạnh phúc ở đây được tính theo chuẩn. Mà cái chuẩn hạnh phúc nó tính 100 năm nay. Vì hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng. Cho nên nó được đưa vào học thuật, nó được đưa vào đạo giáo. Và thậm chí nó được đưa vào triết lý. Nhưng sau này cách đây 100 năm thì nó định nghĩa hạnh phúc là một đại lượng không trừu tượng, định lượng được. Và thế là người Anh nó phát minh ra cái chuẩn hạnh phúc gồm 6 chuẩn, nhưng đều quy ra định lượng. Và kết quả là nó xếp một đất nước như Bhutan đứng đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc. Và dân tộc Việt Nam 2006 hạnh phúc đứng số 6 thế giới này. Toàn dân Việt Nam nó cười cái sắc sủa, lấy chuẩn đâu mà xếp thế. Sau đó đến 2012 Việt Nam nhảy tốt lên hàng thứ 20 tổng. Đến năm 2016 thì Việt Nam nhảy lên tụt xuống còn hạng 15. Thế thì không ổn tí nào. Bởi vì chuẩn đó không được thế giới thừa nhận. Chỉ số HPI thì cuối cùng là World Bank, WB, Ngân hàng Thế giới, nó tập trung tất cả các nhà khoa học lại và nó đưa ra một cái chuẩn mới thì gồm 8 chuẩn. Và 8 chuẩn này ấy, thì hầu hết là các biến độc lập chứ không phải biến phụ thuộc. Cái quan trọng của nó là biến độc lập. Cho nên tiền nó có làm bạn hạnh phúc không? Tiền có làm cho cái mặt bạn cười không? Thì cái mặt bạn cười với cả tiền nó là phạm trù độc lập. Nó cứ ngồi nó đưa các biến thành phụ thuộc. Nghĩa là mày có tiền thì mày sẽ cười. Cười tức là hài lòng tức là hạnh phúc. Người ta định nghĩa đây là hai biến độc lập. Đừng cãi nhau nữa. Cho nên cái đi tham gia những cái chuyện là chuyện của những thằng ngu xuẩn. Cả thế giới nó tập trung trí tuệ xong rồi, được thừa nhận hết rồi. 8 biến độc lập. Và trong 8 biến này chỉ có một biến liên quan đến vật chất là tiền. Vậy tiền có mang lại không? Có. Mang có 1/8. Vậy thì 7/8 còn lại là gì? Ví dụ một cái chuẩn thứ hai là ví dụ tôi sống được 70 năm, bình quân tuổi thọ Việt Nam tôi nói ví dụ là 75. Thì có tới 70 năm tôi mạnh khỏe. Chỉ 5 năm cuối cùng tôi hơi ốm ốm thế là rùng ở trên. Vô cùng hạnh phúc. Vậy chỉ số thứ hai là số năm khỏe mạnh trên tổng số năm mà mình sống. Chứ không phải tiền. Hay lắm. Thế 75 năm thì nó tính là số cái cơ mặt của mày, ánh mắt và nụ cười của mày là bao nhiêu năm trên 75 năm đó. 75 năm thì nếu mà lúc cười, lúc không, lúc vui, lúc buồn, cộng tất cả cái buồn, cộng cái vui, cộng cái cười toe toét lại. Mà 70 năm cười, còn 5 năm thì nó xen kẽ là không cười. Đó là hạnh phúc. Hầu như đàn bà chỉ cười được đến tuổi 30. Sau 30 không có nào cười nổi đến cuối đời. Cằn nhằn, cào nhào. Vợ thằng Tâm thì sợ thằng Tâm đi với gái. Tôi nói một chỉ số cực kỳ không hạnh phúc. Đó. Cái nó đo cụ thể. Cho nên thành công mà không hạnh phúc. Không bao giờ dám cười, dám đùa. Nói giỡn một câu không dám luôn. Đố bao giờ cười được một phát. Mặt đau đó lúc nào cũng phải rình mò làm sao đừng đi tù. Thì cái chỉ số nó rơi vào chỉ số số 8. Mà cười mà không buồn thì đấy là hạnh phúc. À, số 5 sống được đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc tột đỉnh nó nằm ở chỉ tiêu 4. Tức là mình có cảm giác mình được trao đi. Khi bạn trao đi thì quy tắc vàng là người ta trao lại, tức là người ta yêu lại. Thì đấy là quy tắc vàng của cuộc sống này. Quy tắc kim cương.
Trường Doanh Nhân PR.